Bây giờ chị thấy coi kênh của chương trình của tụi em, chị thấy có một chú tên Thủy đó. Chú nói là chú về Việt Nam về hưu rồi, chú về Việt Nam chú muốn kiếm vợ. Thì chị thấy chú cũng lớn tuổi rồi mà chú về hưu rồi mà kinh tế chú cũng vững vàng. Thì chị cũng muốn đồng hành với chú là mình kinh tế mình cũng ổn, vừa có làm việc dễ dàng và vừa có lợi nhuận, thành thứ mình đến với nhau được để mình có thời gian mình chăm sóc cho vợ chồng. Điều thứ hai nữa là muốn đi du lịch thì cũng có khả năng để đi chơi. Thế thì bây giờ mà ngoài chú Thủy Việt Kiều Mỹ ra, ví dụ như những anh nào ở Việt Nam mà cảm thấy phù hợp với mình á, thì mình có đến được không? Không. Sao thế? Việt Kiều mới được hay sao? Không, chỉ vì một mình chú Thủy đó thôi, còn nếu không được thì thôi chị cũng không cần thiết tới nữa. Không phải là không chọn á. Mà lý do sao mà mình chú Thủy 74 tuổi rồi mình lại thích chú Thủy, nếu không hợp thì mình không thích. Bây giờ nhưng là chị thích là phải kinh tế của mình vững rồi, mình cũng muốn có người vững vậy á, để mình muốn đi du lịch nước ngoài ta cũng đưa mình đi được, mình tham quan rồi mình đi kính về. Chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương, xinh đẹp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh lên chương trình nhờ anh em kết nối với một yêu cầu cũng khá là cũng hơi cơ bản chút xíu. Thì liệu mà chị có kết nối được với ai hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem. Rồi thay mặt anh em trong chương trình em xin chào chị nhé. Rồi chị xin chào chương trình Huy Hùng. Xin chào anh em trong cộng đồng mạng. Chị cho mọi người biết là mình tên chị gì, bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu? Chị tên Lê Thị Lê Khánh, chị 53 tuổi, chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình mình sao chị? Tình trạng hôn nhân gia đình chị đã ly hôn năm 2012 đến nay rồi. Chị có 3 đứa con. 12 năm. 3 người con, rồi con lớn chưa? Lập gia đình hết chưa? Một đứa con gái lập gia đình rồi, còn hai đứa con trai là chưa có lập gia đình. Hai con trai là ở bên mình hay bên cha? Ở bên chị hết cả mấy đứa luôn. Bây giờ là chị ở chung một nhà chung mấy người con ha? Chị ở chung một nhà. Nhà mình trên đó bự không? Nhà của chị là bề ngang 4,5 m, bề dài 14 m. Wow. Vừa đủ mấy mẹ con. Cũng dài ha. Rồi. Làm công việc gì? Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hồi. Ồ. Đủ chi tiêu trong gia đình. Bán tập hóa, rồi mình làm thêm công việc hoài nữa ha. Chị bán tập hóa với chị cầm hồi. Chị bán tập hóa bên đây chỗ đường 32A Trịnh Đình Trọng. Rồi. Rồi từ lúc bây giờ thì chị có tìm hiểu thêm anh nào nữa không? Chị thì nói cho mau ra là cũng có nhiều anh mến mộ, mà tự vì chị thấy thôi chồng ra 12 năm này làm lụng vất vả nuôi con cực quá rồi, thành thứ chị sợ. Ủa sao mà tới 12 năm nay mà chị không tìm hiểu ai luôn hả? Thì cũng có người ta mến mình thôi mà mình chưa có dám. Từ vì chị thấy là làm lụng vất vả nuôi con quá trời rồi, thành thứ chị sợ đến với người ta nữa rồi, không biết có được rồi. Cái gì không. Thế tại sao mà 12 năm nay mình ở như vậy mà bây giờ mình quyết định mình lên chương trình? Bây giờ chị thấy coi kênh của chương trình của tụi em, chị thấy có một chú tên Thủy đó. Chú nói là chú về Việt Nam về hưu rồi, chú về Việt Nam chú muốn kiếm vợ. Thì chị thấy chú cũng lớn tuổi rồi mà chú về hưu rồi mà kinh tế chú cũng vững vàng. Thì chị cũng muốn đồng hành với chú là mình kinh tế mình cũng ổn, vừa có làm việc dễ dàng và vừa có lợi nhuận, thành thứ mình đến với nhau được để mình có thời gian mình chăm sóc cho vợ chồng. Điều thứ hai nữa là muốn đi du lịch thì cũng có khả năng để đi chơi, đi đó đi đây. Tuổi này là cũng vất vả rồi, giờ muốn hưởng thụ một chút xíu chứ khổ nữa thì sợ quá. Nói chung điều kiện của chị cũng kinh tế ổn định rồi đúng không? Chị ổn. Chị ổn. Cửa ổn định, công ăn việc làm của chị cũng rất là tốt. Thu nhập chắc cũng tháng 3-4 chai thôi. 30 triệu. Rồi chị làm gì mà thu nhập một tháng 30-40 triệu luôn hả? Giỏi ấy. Bán vàng nè. Giỏi vậy mới kinh doanh bỏ. Nhiều kinh doanh. Sao mà giỏi vậy mới? Giỏi vậy mới chồng bỏ ra em coi nuôi ba đứa con chứ không thôi sao mà nuôi nổi ba đứa con mà mua già ở. Một tháng mà thu nhập 30-40 triệu là giỏi lắm á. Bởi vậy đó, thành thứ chị thấy chú này chú nói vậy thấy kinh tế chú cũng ổn. Giờ mình cũng ổn nữa rồi, mình thích hai người có
kết nối với nhau được thành công thì mình về mình sống cho nó, cuộc sống chị, cho nó thoải mái. Chị chọn mái. Chú nào? Chú Thủy đó, 74 Thủy. Tuổi. Kiều Mỹ hả? Ừ. Nhưng mà chú Thủy 74 rồi, nãy chị nói chị nhiêu quá. Chị mới 53. 53 trên lệch nhau 20 đi. 20 tuổi. Mình cũng đâu ngại gì quý vị đó chị ha. Có ngại không? Trên lệch nhau cũng 20. Hơi lớn tuổi. Thế thì bây giờ mà ngoài chú Thủy với Kiều Mỹ ra, ví dụ như những anh nào ở Việt Nam mà cảm thấy phù hợp với mình á, thì mình có đến được không? Không. Sao thế? Chị cũng có thấy nhiều rồi, không thấy ít có phù hợp quá. Vì cuộc sống của mình đó, mình thôi ra, mình nuôi ba đứa con vẫn như vậy là ngon lành mà thấy. Như chị chỉ Việt Kiều mới được hay sao? Không, chỉ vì một mình chú Thủy đó thôi, còn nếu không được thì thôi chị cũng không cần thiết tới nữa. Không phải là không chọn á. Mà lý do sao mà mình chú Thị 74 tuổi rồi mình lại thích chú Thị, nếu không hợp thì mình không thích. À, vì là thấy hôm nay chị lên chương trình chắc chắn là có nhiều khi không phải chú Thị mà còn mấy anh Việt Kiều khác ở bên Mỹ nữa thấy mình muốn kết nối mình, thì chị có cho cơ hội để tìm hiểu không? Thôi cũng được đi. Cũng được mà sao chị nói yếu quá. Trời ơi, trước nhà chị đi là chị nói là một chị lên đây chị kết nối một mình chú Thủy thôi. Đó, còn trước khi chị lên chị nói với em còn đó. Nếu không được thì tùy chị không tính sau. Ừ, không được tính sau mà chị cũng không, còn như mấy anh Việt Nam mà chị không muốn nữa. Ví dụ mà ta có cơ sở mà ngon lành như mình thì chưa chắc ta đã ta đã chịu rồi. Mình ý là tâm tư nguyện vọng của chị muốn như vậy. Đó. Bây giờ chị chia sẻ chút xíu về bản thân của chị nè. À, tính cách của chị sao? Chị hả? Chị thì điểm mạnh của chị là chị năng động, danh dàn hòa đồng rất là tiếp xúc với bề ngoài ai cũng mến mộ hết. Còn như điểm yếu chị thì chị có cái là chị hay hơi hờn. Ai mà nói gì không đúng thì chị hay hờn, chị để bụng đó. Có vậy thôi à. Rồi. Vậy thôi. Có vậy thôi. Rồi. Chị quá dễ, quá đơn giản đó chứ. Chị là kinh doanh giỏi ha. Kinh doanh giỏi. Giỏi. Về việc bếp núc là chị giỏi không? Chị là nữ công gia chánh mà, cái gì chị cũng giỏi hết trơn á. Mà bây giờ bởi vì thành thứ chị thấy chị vất vả nhiều quá rồi, thành thứ chị sợ đụng vô mấy anh Việt Nam nữa làm cho mình phải vất vả nữa. Chị sợ quá. Mấy anh Việt Nam cũng tùy theo người chị, chứ phải ai cũng đụng vô chị vất vả đâu. Có nhiều anh ngon lành lắm á. Chị nói cái là chị giờ chị muốn là chờ, muốn đón nhận đồng cái công việc của chị là ổn rồi đó. Chị muốn đón nhận cái sướng với cái hạnh phúc thôi, còn như là mà khổ nữa là sướng hạnh phúc miễn bàn. Nếu như vậy thì bây giờ cái cuộc sống của chị nếu mà xét về mặt tài chính rồi nó cũng gọi là sướng rồi đúng không? Đúng rồi, khá giả rồi. Thế thì tại sao mình không chọn một cái nửa yêu thương để về mình trao đổi với nhau, tâm sự với nhau thôi? Bây giờ bên kia cũng có điều kiện, cũng có nhà cửa, Việt Nam cũng có nhiều anh có nhà cửa ổn định đàng hoàng chứ đâu phải người. Bây giờ chị nói xe ôm phục hồi chị không lái đi, thí dụ vậy thì, nhưng mà cũng có mấy anh cũng kinh doanh buôn bán, có nhà cửa. Hồ, người ta cũng người thôi, người ta cũng tình cảm, người ta cũng nhưng là tài chính người ta không có, thành thứ mình sợ mình vất vả mình không. Thì đó thì coi như là xe ôm phục hồi là chị không lái rồi. Còn Việt Kiều Mỹ chị nói vì chú này á, chú Thủy chú nói là chú không đi Mỹ cũng được. Muốn đi thì đi, mà muốn ở Việt Nam thì chị muốn là ở Việt Nam thì chị không đi đâu. Đúng rồi. Chẳng qua kinh tế của chú vững vàng thì ví dụ mình đến với người ta thì kinh tế người ta vững vàng, ta tự sống người ta được, mình tự sống mình được. Chứ còn nếu đi Mỹ thì nói thẳng ra mà nhiều người hiền như chú Thủy thì cũng có mấy chị em đến cũng nhiều đó, chứ không phải là riêng mình chị. Khó cạnh tranh. Nhưng mà chị dễ thương. Dễ thương. Nhưng mà chị quá tài giỏi như vậy rồi, thật sự em nghĩ là hên xui với duyên số thôi. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là chị tài giỏi như vậy rồi, bây giờ mình chỉ cần tìm một hạnh phúc đơn giản thôi về nó hay hơn. Đúng rồi. Mình đâu cần tiền bạc. Hạnh phúc đơn giản thì chị thấy đầy. Ừ, có đầy. Bây giờ nhưng là chị thích là phải kinh tế của mình vững rồi, mình cũng muốn có người vững vậy để mình muốn đi du lịch nước ngoài ta cũng đưa mình đi được, mình tham quan rồi mình đi về. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Chứ còn ở bên Mỹ thì chị không thích ở. Nhưng mà ví dụ kinh tế của chị vững, kinh tế chị vững rồi thì mình có thể đi, mình cũng thể tự đi được chứ mình đâu cần phải phụ thuộc. Cuộc đời của mình là cuộc sống của mình nó vững, chẳng lẽ mình cần cộng thêm một người một bên nữa. Ví dụ mình mà tự đi được mình cũng đâu cần phụ thuộc làm gì cho nó cực.
bây giờ chị thích đi thì chị đi cũng đâu có chị đủ khả năng mà sức. Chị giỏi lắm á, nói là biết giỏi. Bỏ là lương một tháng thôi rồi đi chơi thoải mái rồi. Thế thì chị suy nghĩ như thế nào mà hôm nay chị lên chương trình đây gặp tụi em? Thì từ nào giờ chị cũng cũng có bạn có bè, chị không có suy nghĩ tới cái điều đó, mà từ vì chị thấy chú Thủy vậy là chị mới ấn tượng dàn chương trình để thì em tại vì chị em mình ở đây trao đổi là chẳng qua là chị em mình muốn cởi mở thêm chút xíu để cho chị có nhiều cơ hội hơn thôi, chứ không phải là đó là cái tâm tư nguyện vọng của chị, thì tụi em sẽ ghi nhận, tụi em tôn trọng cái ý kiến đó, nhưng mà tụi em muốn cho chị cởi mở hơn để mình có nhiều cơ hội khác, ý là như vậy thôi. Chứ còn nếu mà chị vẫn giữ nguyên quan điểm là chỉ chọn một mình chú Thủy thôi thì tụi em sẽ giữ cái quan điểm đó cho chị. Thì tụi em cứ giữ quan điểm đó, thử nó đi được nó đến đâu. Dạ. Nó không đến đâu thì nói chung là mình vẫn giữ cái lập trường đó ha. Lập trường đó thì còn như sau này nó có gì thì tính sau. Rồi. Thế bây giờ chị có lời nào muốn nhắn gửi tới chú Thủy Việt Kiều Mỹ 74 tuổi không? À rồi thì chị có những đôi lời chị nói tới anh Thủy, từ vì qua nghe qua chương trình của Huy Hùng á, thì em cũng có thấy anh lên đó anh nói là anh đi kiếm vợ. Em thấy anh cũng nói ra nhiều cái ý kiến cũng phù hợp với cái lối sống của em. Dạ. Thành thứ hôm nay em đến đây để em kết nối với anh. Dạ. Có duyên thì anh em mình tiến xa hơn nữa, còn nếu không có duyên thì mình coi giao như là bạn bè thôi. Rồi. Sau đó em chúc anh là thật nhiều sức khỏe với mau có một người phụ nữ hạnh phúc một bên anh. Rồi, có lời nào muốn nhắn gửi tới quý vị khán giả cũng như là các anh các chú ở Việt Nam không? Để mấy anh ở Việt Nam buồn tội nghiệp. Còn là mấy anh Việt Nam thì có mấy anh nào có coi được chương trình của em mà thấy có phù hợp như em yêu cầu á thì cứ alo gọi nói chuyện với em cũng có thể đến được hiểu. Đúng không? Rồi. Còn nếu không phù hợp thì thôi. Làm bạn thôi. Rồi. Thôi. Okay, chị. Em cũng yêu quý mấy anh Việt Nam lắm. Rồi. Quê hương là Trùng Khế Ngọt mà. Đâu đúng có rồi. Gì đâu chị, đâu có thích đi Mỹ đâu. Rồi. Thì hôm nay chị lên chương trình thì trước hết là em thay mặt anh em trong đội cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Đặc biệt là sớm tìm được một nửa yêu thương theo đúng cái tâm nguyện của mình là Việt Kiều Mỹ chú Thủy ha. Rồi, thì hôm nay chị lên đây chị vui không? Rồi chị vui, chị thấy anh chị rất vui. Rồi, cảm ơn chương trình của Huy Hùng. Rồi, thể hiện cái tâm tư nguyện vọng của mình rồi ha. Rồi toàn thể anh em trong đội sẽ giúp chị thực hiện điều đấy. Hôm nay mình đến đây mình có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Đúng rồi. Mình có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Có em. Chị đồng ý ha. Rồi em cảm ơn chị. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có nhìn đa chiều hơn và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Nhớ là đừng quên để lại cho chị gái là những lời bình luận góp ý. Và bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Chị xin chào chương trình. Mấy chai nữa? Hôm nay cô lấy 2 chai nữa. Cô lấy 2 chai, hôm trước giờ cô uống mấy chai rồi? Từ ngày cô uống là cô uống 6 chai là của cô hoàn toàn là xong. Bằng cái tình trạng cô không phải uống nữa. Còn bây giờ là cô lấy cho em cô. Ồ, thế thì cô uống nó bớt nhiều rồi hả? Ừ. Thế cô chứ? Uống 6 chai, cô uống 6 chai là bệnh của cô hoàn toàn là nói chung là ổn được 75-80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế thì trước khi cô uống cái tình trạng bệnh cô như thế nào? Trước thì cô thì cái thứ nhất là đau cột sống cổ. Dạ. Đau nó bị thoái hóa 3 đốt cột sống cổ với này ở lưng này nó đau ngang lưng. Thế yeah. Rồi là nó đau xương hông, xong rồi nó đau xương đầu gối, xương chân. Ồ, dạ. Ừ. Thế với này là nó kiểu là như là cái kiểu là nó đau cái dây thần kinh. Nói chung nó là đau chẳng hai chân này. Nói chung là cô bị vấn đề xong về chân khớp. Chân tay, cảm giác là chân tay nó cứ như là tê bì ấy. Dạ. Thì cô uống chai thứ nhất, đến chai thứ nhất là nó đau già lên. Nó đau già nhiều lắm. Đúng rồi, là, nó công thuốc. Là chưa có ăn thua gì cả. Yeah. Xong rồi cô uống đến chai thứ hai thì hôm ấy cô gọi 2 chai để cô uống chai thứ nhất. Yeah. Thì không ăn thua gì mà nó lại đau già lên. Yeah. Thế cô uống đến chai thứ hai thì được một lửa nữa thì là tự nhiên nó cảm giác nó nhẹ mà cái cột sống cổ này là quay đi quay lại. Yeah. Này nó dễ dàng. Rồi, trước kia cô chỉ quay bên trái chứ không quay về bên phải. Ồ, lần trước cô cũng bị nặng đấy. Thế mà cúi lên cúi xuống, thế mà cái đầu gối cô này là cô đi tế hay cô đi múa là nó ngái, nó khó chịu như bây giờ, đảm bảo là cứ đứng hàng trên luôn. Ủa, vậy quỳ là tốt. Đi tế đi cô. Múa quỳ đứng hàng trên. Rồi, luôn. Thế thì cô uống được 3 chai là thằng nó bớt từ từ rồi ha. Uống đến chai đến cuối chai thứ hai, đến nửa chai thứ hai là thì bắt đầu bị bệnh bớt nhá.
Xong là cô uống đến chai thứ 6 là nói chung là giờ là hoàn thiện. Dạ. Thế bây giờ cô gọi hai chai này là cô cũng gọi cho em trai cô. Rồi con cảm ơn cô, trước hết là con chúc mừng cô nhá. Nó vấn đề sức khớp nó cũng cực lắm, như vậy là quá tốt rồi. Giờ là cô ở đâu? Tỉnh nào? Cô ở Thái Bình. Thái Bình rồi thì con cảm ơn cô nhá. Cô uống tốt như vậy thì cô giới thiệu cho con ha, để cho mọi người biết. Rồi con chào cô. Để con chào cho. Dạ dạ. Gửi ngay nhá. Dạ dạ.